Công an huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ một vụ nổ khiến 4 học sinh thương vong. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 12 tại nhà của bà Nguyễn Thị Hoài Hương ở thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna. Khi người dân chạy tới thì phát hiện 4 em học sinh từ 9 đến 11 tuổi bị thương nặng. Sau đó người dân đã đưa 4 em đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên 2 em đã tử vong. Hiện 2 em đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Theo một số người dân tại hiện trường cho biết, thì 4 học sinh đang tự chế pháo nổ, thì không may xảy ra vụ việc đau lòng trên. Được biết, ngoài 4 em học sinh trên thì còn 2 em khác cũng tham gia chế pháo, nhưng đứng xa nên không bị thương.